Chiều ngày 22 tháng 12 năm 1980 ấy, là khi đấy em mới được 7 tháng tuổi, thì sau một cơn sốt nhẹ thì người em lúc đấy là mềm nhũn ra. Thì khi đấy còn bé thì em không biết gì cả. Tới khi sau này khi lớn lên thì em mới biết là em không đi được thôi. Đấy, thì lúc đấy thật sự là bố mẹ rất là buồn. Thế nghe bố mẹ nói lại, bố mẹ rất buồn, và bao nhiêu tài sản trong nhà rồi thậm chí nhà cửa là bố mẹ bán hết để chữa chạy. Nhưng mà khi không còn gì cả, không còn gì để bán cả, thì chỉ còn đủ một cái vé tàu từ ngoài ngoài Bắc vào Nam thôi. Thì thế là hai bố con rất như vào. Cái lúc đấy vào thì thật sự là gia đình rất là khó khăn, toàn phải đi ở nhờ nhà ngoài, ở nhờ cái trường học ngày xưa. Tối thì là kê bàn vào ngủ, rồi ban ngày thì sáng sớm là phải dậy sớm để kê bàn lại cho học, trả lại cho lớp người học mà. Đấy, xong rồi ở nhờ như vậy gần 10 năm trời. Rồi sau đấy thì khi không ở được đấy nữa, bắt đầu là mới dành dụm mua được một miếng đất. Và lúc đấy làm nhà trát bùn với rơm đấy ạ. Rồi cứ như vậy mà không có ở đâu được cố định cả, bởi vì khi mình ở nhờ người ta mà, thì lúc mà người ta vui thì không sao, khi người ta ví dụ như người ta muốn cái gì đấy thì người ta lại đòi đặt lại. Thế là có khi nhà em cứ năm làm nhà một lần. 9 tuổi em mới được đi học. Bởi vì thứ nhất là hồi đấy sức khỏe của em nó không được tốt. Ngày xưa em ngồi em rất hay là ngã. Cho nên là 9 tuổi thì mẹ mới cho đến trường. Mới lần đầu tiên đi đến trường thì là bố mẹ rồi thì anh trai cõng đi. Cõng đi xong rồi sau này khi mà em học lớp 4, lớp 5 rồi thì bắt đầu là bạn bè cõng rồi bạn bè chở đi. Thế khi 5 tuổi thì bắt đầu là em nghỉ nửa năm để đi xuống thành phố Hồ Chí Minh phục hồi chức năng đấy, là bắt đầu đóng giày nẹp. Thì lúc đấy là tự mang giày nẹp và chống nạng đi được, bởi vì đợt đấy thì nhà em gần trường. Nhà gần trường thế là tự đi học được. Học đến hết lớp 8, hết lớp 7 thì nhà em chuyển qua Gia Lai. Vì trước đây nhà em khi mà mới vào từ ngoài Bắc vào là ở Buôn Ma Thuột cơ. Xong rồi chuyển qua Gia Lai thì đợt đấy là kinh tế nó cũng khó khăn. Nếu như em học thì buộc lòng anh trai phải bỏ học, bởi vì chị gái đó phải nghỉ học năm, chị gái học hết lớp 5 là phải nghỉ học để cho em được đi học rồi. Người ta đi học thì người ta tự đi được. Còn em tới lớp 8 rồi mà vẫn phải ngồi sau xe đạp để bố dòng đi. Ngày xưa có những cái lần mà trời mưa, bố dòng đi xe đạp mà hai bố con có một cái áo mưa, một cái mảnh áo mưa thôi, bố chùm cho con. Có khi về đến nhà là 7-8 giờ tối cơ. Nhưng mà lúc đấy là cứ lạnh, nó rét run căm căm vậy đấy. Nhiều khi em nản em cũng không muốn đi học, thật sự mà nó như thế. Nhưng bố bảo là thôi bây giờ bố còn sức khỏe, bố cho con đi học được ngày nào thì con cứ học. Và thế lại cố gắng như thế. Và có những lần, có một lần khi bố vừa dong xe ra khỏi cổng một cái thì nó trơn mà. Thế là hai bố con ngã. Mà cái kỷ niệm nhớ nhất là hôm đấy khi mà hai bố con ngã ra là bố khóc. Lần đầu tiên em thấy bố khóc. Bố bảo là bố ân hận mãi, có thể là bố không cẩn thận, bố để con ngã. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Không phải là tại bố. Và đó là cái kỷ niệm nhớ nhất. Và sau này, đến giờ phút này, mỗi lần mà có cái gì đấy nó khó khăn, cảm thấy không vượt qua được đấy, là em lại nhớ tới cảnh đấy. Và lúc đấy thì giống kiểu là mình có một cái động lực để cho mình vượt qua vậy. Lần thứ hai em khóc là lần đấy em có thể tự chống nạng đi được. Vì ngày xưa em không đi được, em phải đi bằng hai cái ghế ở dưới sát đất cơ. Khi đấy chống nạng đi là hai cái nách nó rớm máu hết ra. Nhưng mà nhất quyết cứ đi. Thậm chí máu còn vương cả trên cái chỗ mà để chống nạng đấy. Nhưng mà vẫn chống nạng đi, nhất quyết không bỏ ra. Rồi lần đầu tiên tự chân mình tự chống nạng mà đi đến trường được, cái cảm giác nó khác hoàn toàn. Nó lại cảm thấy nó xốn sang thế nào đấy. Lần nữa là khi quyết định em phải bỏ học giữa chừng để cho anh trai tiếp tục đi học. Khi mà nghỉ học thật sự là một năm rưỡi nằm ở nhà buồn, cảm thấy cô đơn, em không hề bước ra khỏi ngoài, chỉ xung quanh là bốn bức tường và cái giường thôi. Và một lần khóc nữa là khi em quyết định em đi học lại. Em quyết định đi học lại. Và lần đấy thì ngày xưa em đi học ở trong thành phố Hồ Chí Minh nó xa lắm. Em phải lắc xe lắc đi, không có ai thân quen trong đấy cả. Em lắc xe lắc đi học. Mà sức em thì yếu, đường thì đông mà. Và lắc xe lắc rất là nặng. Thế là có một lần
đi lắc qua một cái dốc, bởi vì tay em không khỏe hai tay, em chỉ khỏe có một tay thôi, em lắc qua cái dốc thì vừa mệt giữa nắng của Sài Gòn, nó rất là nắng mà lại đông người nữa. Thế là có một cái xe taxi đấy, nó lấn đường làm cho mình, nó cản cái đường đang cái đà của mình, thế là mình phải khựng lại nhường cho cái xe đấy, và thế là mình bị hụt mất. Thế là cái xe cứ thế nó trôi thôi, nó trôi ngược lại mà bất lực, không làm thế nào để mình lăn lên được. Thế lúc đấy là đúng là ngồi giữa đường khóc luôn ấy. Người phụ nữ khuyết tật này đã quen Cường qua internet, giữa họ có sự đồng cảm về hoàn cảnh và nảy sinh tình cảm. Người phụ nữ ấy dường như đã dung cảm trước nghị lực vươn lên của Cường, nên đã lặn lội từ phương trời xa xôi để đến bên anh, nguyện là một nửa của anh để đi nốt chặng đường còn lại của cuộc đời. Và chính cô giúp anh có thêm động lực xây dựng trang trại, làm kinh tế cho gia đình. Cho đến tận lúc này, người dân xóm Trường Sơn vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện của Lê Thị Dung trong gia đình Cường. Cô gái bại liệt ở Gia Lai đã có một quyết định táo bạo khi tạm biệt gia đình, thân gái dặm trường ra Thanh Hóa cùng Cường lập nghiệp. Dường như số phận đã run rủi đưa hai con người cùng cảnh đến gặp nhau. Bà Dân coi Dung như con gái trong nhà, còn Dung thì coi ông bà như bố mẹ đẻ và coi Cường như một người tri kỷ, dù hai bạn trẻ chưa chính thức bàn đến chuyện xe duyên. Người khuyết tật mặc cảm, đúng là có mặc cảm, tự ti, đúng là có mặc tự ti. Nhưng em không nghĩ rằng là người khuyết tật này không có tình yêu, và thậm chí tình yêu của họ sẽ còn nhiều hơn cả tình yêu của người bình thường. Bởi vì thật sự tất cả mọi thứ, nếu như mình có tâm hồn, mình có suy nghĩ, thì mình thấy rằng là mình còn may mắn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mắt mình còn nhìn được, tai mình còn nghe được, và mình còn tim mình còn đập. Thì có nghĩa là tình yêu mà khi mà người khuyết tật ấy, thì họ khao khát tình yêu nhiều hơn. Và khi đã người mà càng khao khát tình yêu thì tình yêu họ sẽ càng mãnh liệt hơn. Thì em nghĩ rằng là như thế. Với em thì cái tình yêu của em đối với người khác giới nó đến từ bao giờ? Em nói qua một chút về đời sống riêng của em. Biết nói thế nào? Có sao nói thế. Nhưng mà em yêu nhiều lắm thì em biết nói làm sao. Em cứ nói xong anh nói sao cũng được. Yêu nhiều cũng có đâu có phải là xấu đâu. 9 tuổi, 10 tuổi là đã có rồi. Đấy là ngày xưa em rất là thân với một bạn nam thôi, lớp trưởng ấy. Nhưng mà thật ra thì ngày đấy trẻ con mà không biết gì đâu. Nhưng mà chỉ là bạn ấy rất là quý em. Bạn ấy giúp đỡ với em về mọi mặt. Trong khi đấy những bạn khác đôi khi cái thời ngày xưa mà nhìn người khuyết tật họ khác lắm. Nhưng mà mỗi bạn đấy là bạn ấy vừa học giỏi này, ngồi cùng bàn với em và chia sẻ với em tất cả mọi thứ. Thì em chỉ cao lúc đấy là một tình, nhưng nó là tình bạn. Và nó cao hơn tình bạn bởi vì là họ có được một sự cảm thông. Khi em học ở Sài Gòn thì có một người học cùng với em. Thì thật sự là người đấy đã giúp đỡ em trong vòng gần 4 năm trời em ở Sài Gòn. Vâng, thì đó là cái người mà em và người đấy yêu nhau. Thì mối tình của chúng em rất là trong sáng. Nhưng mà khi mà bọn em không đến được với nhau, bởi vì thật sự gia đình người đấy quá giàu có. Và thứ hai nữa là người đấy họ theo đạo Hồi, họ không lấy người ngoại đạo. Và một cái thứ ba nữa và cái làm cho em tự ái là mẹ người đấy bảo rằng là mày đã như thế này rồi thì phải lấy một người bình thường, bởi vì nhà mình có điều kiện, mình có thể cưới được một người bình thường. Thì nếu như con lấy người khuyết tật thì xấu mặt gia đình, không xứng đáng. Và đó là em tự ái. Và thật sự là trong khi sau đó thì em chỉ vùi đầu vào công việc thôi, bởi em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là người khuyết tật cũng vẫn có thể làm được. Sự xuất hiện của Dung phá tan không khí lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ. Ông Dân vơi bớt gánh nặng của việc chăm lo gia đình, chăm lo trang trại. Còn Cường thì vơi bớt nỗi buồn bao năm ẩn giấu. Dung thích hát và thích những bài hát buồn
vì những bài hát đó chứa đựng tâm tư nặng trĩu của người con gái rời xa quê hương, xa gia đình để đi tìm con đường thay đổi số phận. Còn với Cường thì những bài hát buồn đôi lúc lại khiến tâm hồn anh thêm thanh thản. Nợ quê hương một chùm khế ngọt, nợ cuộc đời một lần đắng cay, nợ cơn mưa một lần ướt áo, nợ trời quê một cánh diều bay. Ta nợ lời ru mẹ ẩu ơ bên canh vọng năm nào, nợ bạn bè lần hẹn hò cuối phố, nợ thầy cô nét chữ ban đầu, cả một đời chả mãi chắc chi xong. Cái này ăn thì quá béo nhỉ, ăn mất ong rồi đấy, không người béo không có mất ong ăn. Có Dung, Cường tìm thấy một người bạn tâm đầu ý hợp trong cả cuộc sống lẫn trong ý tưởng kinh doanh. Sẵn có đôi bàn tay tài hoa, Dung và Cường nung nấu dự định lập xưởng tranh đá quý. Quyết là làm, chẳng quản ngại khó khăn. Dung lại một lần nữa thân gái dặm trường lên Yên Bái học nghề và về mở xưởng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Ngọc cũng được thành lập từ đây. Nhưng không chỉ làm giàu cho bản thân, Dung và Cường còn biến công ty thành nơi khởi nghiệp của những người khuyết tật. Bắt đầu chỉ với vỏn vẹn 5 nhân công, Tâm Ngọc đã có lúc quy tụ tới hơn 30 người khuyết tật, giúp họ có công ăn, việc làm ổn định. Những bức tranh này không chỉ đẹp bởi sự lấp lánh của những viên đá, sự cầu kỳ của đôi tay tài hoa, mà còn đẹp bởi khát vọng thay đổi cuộc sống của bao con người nơi đây. Trước khi ra đây thì em không nghĩ là em ở ngoài đây thời gian lâu như vậy đâu. Đơn giản ngày đấy thì em chỉ nghĩ rằng là em sẽ ra giúp Cường một thời gian khi mà cái nghề mới nó ổn định. Bởi vì Cường không thể tự đi làm cái việc đấy được, thì em có thể đi được, em vẫn khá hơn Cường một chút, thì em sẽ làm cho Cường việc đó. Và khi em đào tạo được một lớp nghề, lớp thợ ổn rồi, có tay nghề rồi thì em sẽ về. Bởi vì trước khi em đi em cũng xin phép mẹ em là em chỉ đi một thời gian thôi. Nhưng mà khi ra rồi thì công việc nó cuốn hút. Rồi nhất là em nghĩ tới cảnh, thứ nhất là bao nhiêu công sức của Cường, tâm huyết của Cường và của em, rồi bao nhiêu cái mong đợi của mọi người, hay những cái ánh mắt, hay những cái niềm vui sướng hạnh phúc khi mà những người khuyết tật lần đầu tiên họ cầm tháng lương đấy. Thì tự nhiên cái đấy nó như là níu cái em lại. Nếu như em dừng công việc này lại và em về quê thì tất nhiên một cuộc sống của em thì nó sẽ yên bình hơn, nó sẽ ổn định hơn. Thì nhưng mà nó sẽ là một cái quyết định sẽ làm cho em day dứt nhất nếu như em dừng công việc này ở đây. Với Dung, cô vẫn mơ về một ngày cùng Cường tới Gia Lai để mở thêm những trang trại, mở thêm những xưởng tranh và để chắp cánh cho những giấc mơ của những người khuyết tật trên chính mảnh đất quê hương. Hai con người ấy, hai mảnh đời ấy đã dựa lưng vào nhau để xây nên giấc mơ khát vọng. Quê hương là đường đi học, con về dợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông.